Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum Ngay bây giờ là 3 giờ 59 phút chiều à, uh, tới 4 giờ chiều Ngày 27 tháng 8, 2023 Mình đang nằm trong cái khung 1 giờ Ethereum Thì riêng cái hình hài của Ethereum á, Thì vừa rồi cái sự sập xuống á Nó sập dưới cái điểm này Ngay dưới cái điểm này Còn Bitcoin á thì ngay bây giờ là Bitcoin đang nằm ở trên đây chưa có sự rau dưới cái điểm cái điểm đáy vừa rồi của nó ok hồi nãy mình có làm một cái video về Bitcoin cho bạn rồi ok đã gửi qua rồi đây thì là cái video của Ethereum um, khá là chán nản nha cái ngay bây giờ cái vùng chán nản và cái thứ rõ ràng mà còn biết thứ bảy chủ nhật thì khá là chán nản ok uh, cũng giống như đóng băng ok thứ sáu vừa rồi thứ bảy vừa rồi mình không có làm video cho bạn nhưng Nói chung nó cũng đáng bởi vì nó không có một cái thứ gì mới để nói hết Nhưng đây để mình nhắc lại và thông tin cho bạn Cái con giá nó vẫn vậy nha 1725 nếu dưới cái con giá 1725 á Thì xác suất bạn sẽ có thêm một cái sóng hồi nữa Sóng hồi nữa Và cái sóng hồi đó mình cũng đã nói luôn rồi Và vừa rồi mình có đẻo đổi lại thêm con giá nó thêm chút xíu Thì là 1 rưỡi 40 nha Hôm qua là 1 rưỡi 30 mình cộng thêm 10 đô nữa cho nó chắc chắn 1 rưỡi 40 1460 là cái xác suất là nó chạm hai con con giá đó nhiều nha. Và dưới con đá giá đó thì rõ ràng mình đã biết là 1.3 và 1002. Nhưng ngay bây giờ 1003 1002 á thì nó không có nằm ở trên bàn. Ok. Dưới con này nằm dưới giá vẫn nằm dưới 1725 thì xác suất vẫn là xuống 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 và gặp những cái cái vùng này, nghe vùng này. Okay. Okay. Cho mình uh, uống miếng nước chút xíu. cái cái rõ ràng cái cái chống lưng nha cái cờ là cái cái kháng cự ngay bây giờ trực tiếp vẫn là những con số này nha con này và con này okay, vẫn là chống lưng uh, kháng cự uh, mình có thể uh, bỏ cái con này vẫn uh, vẫn mình vẫn có thể giữ được con số đó ok đây là cái tín hiệu vừa rồi cái đệ điểm điểm gọi là điểm đỉnh và điểm đáy vừa rồi của nó vẫn có thể sử dụng 1665 nếu mà nó bật bên đi lên nó cắn 1665 thì đó cũng là một cái tín hiệu cho bạn là cái sống được đổi nghe từ nhỏ trở thành lên nó đang nằm trong một cái hình tam giác cũng giống như, như Bitcoin nghe mình có thể vẽ một cái hình tam giác đó và nó gọi là nó có thể là những cái giờ những cái ngày tới đây nó có thể là bập bên trong hai cái vành cái vành này thôi okay? hai cái vành đen này thôi vì đếm sóng thì mình đang nằm trong cái sóng số 4 và sau đó mình còn cái sóng số số 5 nữa là cái sóng hồi nha. Còn cái sóng hồi ở đây 1 2 3 4 5. Ok, đây là những thông tin cũ chứ không phải là thông tin mới. Trong một cái vừa rồi những cái giờ vừa rồi á, ok thì nó đang có cái đà đi xuống đúng không? Thì mình vẽ cộng thêm một cái trend line chính giữa đây nữa, ok. Chừng nào mà và cái trend này bạn vẫn có thể sử dụng là nó nói định hướng ngắn hạn những giờ tới đây xuống hoặc lên nó nằm trên cái trendline màu đen thì nó lên còn dưới là nó xuống, xuống, ok? xác à, suất thì vẫn nói lặp lại thêm một lần nữa là nó nằm ở đây cái vùng xuống nhiều hơn lên, nghe xuống nhiều hơn lên. Lên thì khó hơn xuống ngay bây giờ xác suất nó là vậy nghe. Nó sẽ xuống thêm một à, một đợt nữa. Nhớ là mình so xuống số 4 rồi sau đó sống số 5 xuống đúng không? sống số 5 á, ok cũng đã nói luôn. Mình sau khi kết thúc sắm số 5 mình cần một sự đột phá nếu mà đọc sự đột phá thì tốt còn một sự mà lại 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 lên thôi lại lại thôi thì là bạn nó sập xuống thêm một lần nữa lúc nó lên mình cần năm sóng đi lên rõ ràng một hai ba bốn năm ok vẽ luôn cho bạn ha cũng giống như bitcoin những người nào coi bitcoin thì rõ ràng một phần trăm bạn hiểu mình đang nói gì bởi vì mình đã chia sẻ 1, hai ba bốn năm ok hoặc một hai ba nếu mà ba thì nó còn xuống được nghe nó xuống năm nó năm sóng xuống nữa nghe số xuống được còn mà năm sóng đi lên á, thì đây là cái chỗ là đóng dấu đầu tiên là cái gọi là cái đáy vừa rồi nó là đáy nha. Cái okay, thì mình phải đợi cho những cái thời gian nó xảy ra. Mình muốn năm sóng đi lên rõ ràng nha, nó nói lên cái đây nó mới nói lên đây là đáy, còn có ba sóng thì chuẩn bị cho một sự sập đổ nữa, năm sóng xuống sập đổ nữa thì nó là vậy. Thì cho những bạn nào đang có lời thì nếu mà chốt được thì cứ chốt nha, chốt ra chút chút nha, chút chút. Ok. Còn mà sau khi cái năm cái sóng nó 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 nó, nó kết thúc thì bạn vẫn có thể vô hàng bởi vì thường thường nó sẽ có một cái sóng hồi là một là ba hoặc là hai một là ba sóng lên hoặc là năm sóng lên thì mình vẫn có thể chốt đơn được nhưng nhớ là vô hàng ít ít thôi sau khi sóng số 5 xảy ra vô hàng ít ít thôi bởi vì sao mình không biết là kế tiếp là nó sẽ sập như thế nào nữa ngoại trừ nó lên tới cái sóng số 5 lần mình mới có thể khẳng định nha sau đó nó sẽ có ba cái sóng hồi nữa ok à, nhớ sau sóng số 5 vô hàng ít ít ok thì đó là một sự cân nhắc sau sóng số, số 5. Nghe bây giờ mình vẫn đang nằm ở sóng số, số 3 4 à, nghe sóng số, số 4 à, chứ chưa có gì là gì hết nha. À, ờ nữa đó. Nha, yeah, xác suất là vẫn xuống tới 1500, 40, 1400, 60 nhiều. Ok. Vẫn nằm dưới 1725 25 nha, thì vẫn là xuống 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 sóng số, số 5 xảy ra. Ngay bây giờ xuống nó dễ hơn lên ngay bây giờ thì nó là vậy nha à, uh, mà sự sau khi sống số 5 xảy ra nha cần một sự đột phá đột phá thì tốt mà không đột phá thì không có tốt để ý những cái tín hiệu như vậy okay. nhớ là buy in uh, sau khi sống số 5 xảy ra thì nhớ là buy in, mua mua ít ít thôi nghe mua ít ít thôi chứ đừng có mua nhiều bởi nó có một cái rally nhưng mà nó có thể sập xuống nghe có thể là lên chỉ ba sáu mà xong nó xuống lại thì mình mua với ít thôi gọi là mua vô bán ra nghe mua vô bán ra nha chứ không có giữ nghe bây giờ ok à, giữ thì chưa ok trước nào nó có cái tín hiệu là nó đã lên 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 rồi thì mình mua mới mua và giữ ngay bây giờ mình chưa có cái gọi là cái cái điểm gọi là đáy đã được tạo ra rồi nha đáy đã được tạo ra rồi thì chưa có ok à, nhớ mua vô thì mua sau khi sống số năm mua vô vô nhỏ thôi nha ngoại trừ tới khi đây nghe tới đây là uh, nó sống năm sống đi lên ok thì giờ uh, năm sống đi lên đúng không S sau đó thường thường á, là nó có thêm ba cái sóng hồi nữa một hai ba cái vùng này mua có thể được mua có thể nhiều hơn được nè ok mua nhiều hơn bởi vì sao nó, nó nó, nó, chứng tỏ đây nó chứng tỏ đây là đấy rồi đây là cái cái đóng dấu đầu tiên đây là giống thứ hai uh, đây là đấy rồi ok thì chỗ này mua để mình lên mình chốt đơn uh, lúc nó lên tới hai ngàn rưỡi 2004 thì nó là vậy cái đây mới là điểm nên nên mua nghe đây cũng là một cái điểm gọi là nên mua nhưng mà mua ít ít thôi đây là điểm nên mua nhiều hơn ok ok đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái cái video Ethereum này ok à, bạn cũng biết là mình sẽ vẫn vẫn à, hôm nay mình vẫn vẫn làm à, gọi là cập nhật hết những cái tín hiệu cho bạn Ethereum Bitcoin và những đồng altcoin chút nữa mình sẽ làm hết cho bạn ok để bạn có một sự chuẩn bị cho những cái những cái ngày những cái ngày tới đây nghe okay, đầu tuần vậy thôi xin chào mọi người.